Anh, hôm nay anh chị em mình xíu nha. Dạ, con với anh Bảo cũng đang nôn với con nè, để cho mẹ có cháu bồng đó. Mẹ chỉ có hai đứa con trai, nên mẹ giao kèo thế này. Đứa nào mà có con trước, mẹ sẽ chuyển nhượng phân nửa tài sản và công ty của mẹ cho đứa đó. Để mẹ chờ xem ai báo tin vui trước cho mẹ. Dạ, mẹ cứ yên tâm nha. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Con chào mẹ. Anh, hôm nay anh chịu em một xíu nha. Thôi, bữa nay anh mệt lắm, để hôm khác đi. Em mệt anh ghê á. Mẹ thì cứ hối có con, mà anh thì cứ như thế này. Mẹ hối em hả? Chứ làm sao. Mẹ bảo á, là em với lại thím ba, ai mà có con trước, mẹ sẽ chia phân nửa tài sản đó. Thiệt hả? Thiệt mà. Anh đó nha, cứ như vậy xong rồi để thím ba có con trước là hai vợ chồng mình không có gì hết đâu. Nhưng mà làm sao mà có chuyện không có gì được. Cái đó là em nói quá lên thôi. Anh không tin cái gì, vậy cứ để vậy đi. Rồi đến lúc hối hận không kịp, đừng có mà đổ thừa cho em đó. Được rồi, thì bây giờ cũng phải đáng có con chứ là sao. Anh, em có chuyện muốn nói. Ừ, chuyện gì ạ? Mà em có chuyện gì mà nói, suốt ngày cứ quanh quẩn ba cái chuyện có con, anh nghe mệt quá rồi. Nhưng mà chuyện nào quan trọng? Em nói đi. Chuyện con cái á, thì bắt buộc rồi. Nhưng mà bây giờ em muốn dành toàn bộ thời gian của mình tập trung vào việc đó. Cho nên là tạm thời gian sắp tới, em sẽ không đụng đến công việc nữa. Bây giờ công việc thì đang nhiều, mà em không làm á, thì anh biết kiếm ai thế cho em. Anh yên tâm đi, em đã có sắp xếp sẵn rồi mới như vậy chứ. Em sẽ nhờ dượng họ của mình lên để phụ giúp hai vợ chồng. Dượng của em cũng là một tay chơi bất động sản, có dượng phụ rồi. Anh yên tâm chưa? Thôi được rồi, thì em cứ tính sau đó tính. Miễn sao mà có con được thì anh nghe theo em thôi. Nhớ dựng lên rồi đó anh. Để Nam mở cửa cho. Ok. Thủy ơi. Dạ, Dưỡng. Mời Dưỡng vô nhà nha. Wow, nhà vừa đẹp vừa rộng nữa, thoải mái quá ta. Chị vô chơi đi, con có nước cho. Dưỡng ngồi đi. Ủa, rồi con vợ mày đâu rồi? Đây, Dượng, ngồi uống nước nghỉ ngơi nha. Nước ngôi làm gì? Cứ khách sáo không à, để cho Dượng tự nhiên đi. Dượng cứ uống nước nghỉ ngơi đi, rồi tí xíu nữa mình ra ngoài mình chọn cái quán nào ngon ngon á, để cho Dượng ăn, chắc Dượng đó rồi đó. Đi ra ngoài ăn hả? Thôi, có gì trong nhà ăn cũng được mà, cần gì phải ra ngoài cho tốn kém thôi. Thôi, Dượng đừng có khách sáo. Đâu phải khi nào Dượng cũng có dịp lên đây đâu. Quyết định vậy nha. Đúng rồi, Dượng cứ tự nhiên đi, toàn là người nhà không mà. Vậy mình đi ra ngoài hả? Thôi vậy cũng được. À, Thủy nè. Mà con kêu Dượng lên đây á, có chuyện gì không vậy? Ủa,
Chứ vợ con chưa nói với Dượng là có công việc hả? Hôm bữa con kêu Dượng lên đây để khảo sát đất giùm vợ chồng tụi con. Dượng quên rồi hả? Trèn ơi, đúng là thiệt á, tao chưa già mà bị lú lẫn. Tao nhớ rồi. Cái gì chuyện đó Dượng sẽ cố gắng hết sức cho con, được chưa? Có gì Dượng cố gắng giúp tụi con nha. Anh sao vậy? Ngủ đi. Trời gì quậy? Từ nãy tới giờ ba cái rồi, con người có ăn bò đâu. Thôi, anh không ăn được nữa đâu, anh mệt quá rồi. Sao con lại qua đây? Nhỏ tiếng thôi, anh bảo đang ngủ đó. Nhưng mà có chuyện gì mà con lại qua đây vậy? Con qua nhờ Dượng một chút. Nhờ Dượng? Mà nhờ chuyện gì? Chuyện gì hả? Nhờ Dượng giúp con. Các con. Sao chuyện này á, đáng lẽ con phải nhờ thằng Bảo, sao lại kêu Dượng? Dượng nhỏ tiếng thôi, bây giờ mà Dượng không đồng ý là con la lên á. Dượng coi thử Dượng có thoát được không. Mà trước khi làm chuyện này á, con có nghĩ đến cái hậu quả của nó không vậy? Dượng yên tâm đi, con nghĩ rồi, dù gì Dượng với con cũng không có huyết thống gì chung. Chuyện nào con làm, con đã có suy tính hết rồi, mình không cần phải lo. Dạ, vậy đi, anh nói này cái. Chuyện gì vậy chồng, để giờ nghỉ đi, nhà con buồn ngủ quá. Không được, chuyện này gấp lắm, vậy đi anh nói cái rồi đi làm nè. Chuyện gì? Sắp tới anh có một công việc quan trọng, cần phải đi công tác cả tháng lận. Vậy hả? Vậy anh đi đây, em chờ anh về. Nhưng mà để em ở nhà một mình á thì anh lại không yên tâm lắm. Anh cứ khéo lo, nay có Dượng được gì nữa. Có Dượng là sao em? Thì Dượng coi em như là con gái, cho nên là có việc gì Dượng cũng phụ giúp cho em được mà. Thì thôi, em cứ liệu sao đó thì làm, sao cho hợp lý là được. Dạ, anh yên tâm đi nha. Thôi, anh đi làm nha. Anh yêu, khi nào anh về lại? Anh sắp xếp công việc xong rồi anh về liền. Anh nhớ em lắm. Em biết rồi, yêu anh.
chuyện gì vui lắm hay sao mà cười khoái chí vậy? Có chứ, em có tin vui muốn báo cho anh biết nè. Em có thai rồi đó. À, để lát em báo tin cho mẹ biết luôn. Báo về là hả con? Hai đứa có chuyện gì mà thấy con Thủy nó vui quá vậy? Chuyện gì hả? Cô đừng có giả vờ đó. Tôi đi công tác cả tháng trời, không quan hệ thì lấy đâu ra mà có con hả? Anh bị sao vậy? Em bị trễ 2 tuần trước khi anh đi công tác cơ mà. Cô tưởng tôi bị ngu hả? Hai người á, diễn cứ như là diễn viên chuyên nghiệp vậy đó. Tưởng tôi là con nít hả? Anh nói gì vậy? Em không có hiểu. Chắc là nó đi mới về mệt. Thôi con vô nghỉ đi. Hai người á, chỉ giỏi diễn thôi chứ làm sao mà qua mắt được tôi. Bằng chứng á, tôi có trong tay rồi, cô coi đi. Cái này là cái gì? Sao lại như thế này? Cô giải thích đi, cái này là cái gì? Hai người bị điên rồi. Từ đêm hôm đó, tôi đã thấy nghi ngờ hai người rồi. Nhưng mà tôi đâu có đủ bằng chứng để buộc tội cô. Anh... là anh cố tình gài bẫy tôi sao? Đúng, tôi lắp camera trong phòng. Nhờ vậy á, mà tôi mới biết được á, cái hành vi xúc vật của hai người đó. Bảo nè, tất cả mọi chuyện á, là ngoài ý muốn. Chứ con Thủy á, nó cũng không muốn làm tổn thương con đâu. Ông im một đi. Cái chuyện sai trái vậy á, mà ông không dám làm nữa. Tôi á, sẽ nói tất cả mọi chuyện cho mẹ tôi biết, và cả vợ con của ông nữa. Anh, em xin anh. Em là vì tương lai của hai đứa mình nó mới đẹp vậy. Mình phải có con chứ thì mới có được tài sản. Em bị điên rồi, chỉ vì tiền á mẹ dám làm chuyện sai trái vậy. Em xem tiền như tất cả hả? Em biết lỗi rồi. Bây giờ em không cần tiền nữa, em chỉ cần anh thôi. Anh để lỗi về em nha. Nha anh. Muộn rồi Thủy à. Để tình bao nhiêu năm vợ chồng chung sống á, anh sẽ cho em một ít tiền. Rồi đừng ai nói đi. Còn á, ông cuốn gói ra khỏi nhà với nó đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt hai người đó. Đi đi. Dạ, cảm ơn hai con nhiều nha. Dạ, không có gì.